Mến chào các bạn, mình là Ngôi Nhà Bước Một. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Trong mỗi chúng ta ai cũng có rất là nhiều những cái mơ ước cho riêng mình, trong đó mơ ước xây dựng một cái ngôi nhà dù lớn hay dù nhỏ, che nắng hay che mưa là một cái mơ ước rất là chính đáng và cần phải thực hiện trước những cái mơ ước còn lại. Kèm theo đó, không phải ai cũng có đủ về mặt kinh phí rộng rãi để xây dựng nhà to, nhà hoành tráng, mà theo đó thì có một số cái gia chủ thì mình có một cái kinh phí rất là eo hẹp, từ khoảng 300 triệu cho đến 500 triệu, nhưng rất là khao khát xây dựng cho mình một cái ngôi nhà. Và ngày hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái mẫu nhà cấp 4 nhỏ xinh nở hậu với cái chi phí đầu tư từ 400 cho đến 500 triệu gửi đến cho mọi người tham khảo. Đây là mẫu nhà cấp 4 được đặt để xây dựng ở vùng quê nông thôn với cái chiều rộng mặt tiền là 5m và cái chiều sâu là 13m và cái phần cái nở hậu là 2m. Tổng diện tích xây dựng cái ngôi nhà này là 76m2, tuy không hoành tráng lắm, vi mô lắm nhưng mà đã đáp ứng nhu cầu sử dụng công năng của một cái gia đình hai thế hệ, gồm phần đệ sảnh đệm phía trước, một phòng khách kiêm phòng thờ, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, khu vực bếp và phòng ăn. Điểm đặc biệt thú vị và cái điểm nhấn cái ngôi nhà này đó chính là nhà nở hậu chữ L. Để giảm chi phí xây dựng tối thiểu xuống cho cái mẫu nhà này thì bên đơn vị mình tư vấn thiết kế đó chính là nhà mái bỉ xây thùng lợp tôn một cái xuôi. Vì cái phương án nhà mái bỉ xây thùng thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với cái phương án nhà mái bỉ hoặc là nhà mái Nhật hoặc là nhà mái Thái nha các bạn. Là vì sao? Vì cái phương án nhà hiện đại bao giờ nó cũng tốn ít công vật liệu hơn là so với những cái phương án mái còn lại và nó thi công rất là nhanh, kèm theo đó nó vẫn tạo nên một cái hiệu ứng và một cái điểm nhấn cần thiết cho ngôi nhà. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà cấp 4 hiện đại này nha các bạn. Về chiều cao nền được thiết kế là 5 mặt tam cấp, tổng chiều cao nền là 750. Về cái phần cái thân nhà là cao 3,6m, về cái phần cái mái nhà là cao 1,4m. Đây là hình thức nhà mái bỉ hay còn gọi là nhà một mái đó các bạn. Mặt tiền được thiết kế rất là đơn giản các bạn. Cột thì được thiết kế là cột vuông 350, tạo điểm nhấn bởi cái mặt lòi, mặt lõm. Và bên cái phần cái mặt lõm này thì sẽ thiết kế một cái bồn hoa để tạo cái mảng xanh. Còn tiếp theo đó là cái phần nở hậu 2m. Với bà con mình ở nông thôn thì rất là ưa chuộng xây dựng nhà nở hậu vì về mặt hình khối nó rất là đẹp và theo phong thủy thì nhà nở hậu để đón tài lộc và may mắn. Về phần vật liệu sử dụng cho cái ngôi nhà này thì về phần gạch nền thì mình sẽ chọn là gạch 60x60. Mặt tiền thì cũng sẽ được ốp gạch để tạo điểm nhấn. Về phần vật liệu cửa thì sẽ được chọn cửa nhôm Sinfa màu ghi. Trần thì sẽ được đóng trần diệt cấp hết toàn bộ khu vực công năng ở bên trong ngôi nhà này. Và phần nội thất ở bên trong sẽ được tạo điểm nhấn bằng màu sơn. Về vật liệu phần chân nền thì mình sẽ ốp đá trẻ giúp cho cái chân nền trở nên nó cứng cáp hơn và nó đỡ bám bụi bẩn, giúp cho cái phần chân nền của ngôi nhà này đã trở nên mạnh mẽ. Sau đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình rất là quan tâm khi xây dựng và tham khảo những cái mẫu nhà bên đơn vị mình thực hiện. Đó là chi phí xây dựng ngôi nhà này là bao nhiêu, hiện nay được chia làm hai phần. Phần nhân công nó sẽ dao động từ 1 triệu trở lên 1m2 với những cái mẫu nhà cấp 4 hiện đại xây thùng như thế này. Còn về hoàn chỉnh, chìa phá, trao tay, vật liệu và nhân công cho cái mẫu nhà này thì nó sẽ dao động là 450 triệu cho đến 500 triệu nha các bạn. Tuy nhiên với cái giá bên mình đưa ra thì nó mang tính chất tham khảo, nó còn tùy thuộc vào địa phương nơi xây dựng ngôi nhà này, cái cách mình sử dụng vật liệu và cái cách mình trang trí và kèm theo đó là tại cái thời điểm mà mình xây dựng ngôi nhà nữa mà giá thành nó sẽ dao động. Với cái chi phí đầu tư 500 triệu cho một cái mẫu nhà như thế này không phải là quá xa tầm với của nhiều người, mình nhận thấy rằng nó rất là hợp lý. Xây dựng được một cái ngôi nhà như thế này có thể tạo nên một cái điểm nhấn, một cái điểm sáng ở địa phương nơi ngôi nhà này xây dựng. Và đó cũng là cái mơ ước cả cuộc đời của rất là nhiều bà con mình ở nông thôn. Không cần xây dựng một cái ngôi nhà quá vi mô, quá hoành tráng về cái phần cái diện tích xây dựng phải không các bạn? Chỉ cần nó đáp ứng hết cái nhu cầu sử dụng công năng mà gia đình mình đề ra, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Ngày hôm nay có thể mình xây dựng một cái ngôi nhà nhỏ, nhưng mà thời gian sau nữa khi mà cái kinh phí của mình nhiều hơn thì mình sẽ xây dựng một cái ngôi nhà lớn hơn. Sẽ tin chắc rằng đây chính là một cái mẫu nhà 500 triệu mà bà con mình rất là khao khát.
Bên đơn vị mình, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây dựng ngôi nhà mơ ước, ngoài nhận tư vấn thiết kế xây dựng còn nhận xây dựng trọn gói ở khu vực từ Bình Thạnh đến Cà Mau. Nếu mọi người quan tâm thì xin để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và tham quan một số điểm ở cái mẫu nhà cấp 4, mái vỉ, xây thùng, nở hậu ở nông thôn. Với cái chiều rộng mặt tiền là 5m, chiều sâu là 13m, nở hậu là 2m, gửi đến mọi người tham khảo. Và video của mình đến đây đã xin kết thúc. Bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Và bây giờ xin mời mọi người cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà cấp 4 theo phong cách hiện đại được đặt để xây dựng ở vùng quê nông thôn mà mình chia sẻ đến mọi người trong cái video này.